À. Đợi tí nhá. Đám kỷ niệm ngày trọng đại của Khánh Huyền và anh Duy. Mở ngoặc bụt diễn ra như thế nào? Ba dấu hỏi. Ôi ôi, tít le đồ hại. À sao? Phim mà phim 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 phim. Đâu chờ từ. Để tôi xem lại anh tôi đẹp trai không. Rồi. Được chưa? Hơi được luôn chứ nhờ. Hợp được luôn đấy chứ nhờ. Rồi ôi. Đâu này cắt quả sao effect lỏ thế đi mọ. Quả sao effect đúng lỏ. Sai. Mày ôm nhau luôn được chưa? Kinh quá, được được, biết quay đấy, biết quay đấy, biết quay đấy. Beautiful honey chứ à? Đồng vai đài thì anh ơi, đầu làng có con chim. Anh ơi, ơi ơi em đây, em đây. Em ơi chị Bồng ơi. Em ơi chị Bồng ơi. Em nào? Xanh, ăn no tắm mát đậu cành dâu xanh. Thơ hơi bị hay luôn, thơ hơi bị hay luôn. Đường về bên ấy cho ta một người 18 đôi mươi, một người xinh đẹp xinh tươi hơn mình. Chúc sinh chúc mọc đầu đỉnh, em xinh em đứng một mình càng xinh. Dạ à, rồi. Vị khách quý, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi bạn trẻ yêu nhau. Nhìn nhau thì biết nói gì đâu, chỉ có anh bắt đầu tình yêu. Tôi nguyện làm cơn gió chiều, thổi bùng ngọn lửa, tình yêu bắt đầu ạ. Vỗ tay. Hay chưa, hay chưa? Thơ phải thế chứ. Ôi, mặt mình xóa phông thế kia. Em hơi run một tí nhưng mà thật sự thì khi mà hôm nay được đứng ở đây và được chứng kiến người em gái của mình hạnh phúc như này thì thôi rồi, quay đẹp phết cả. Cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Và cũng như là chúc cho tóc như lửa, thì lỗi tôi được chưa? Lỗi tôi. Bắt đầu từ bây giờ thì mọi người sẽ luôn luôn thành công cũng như là hôn hôn mạnh vào hôn ở thì chồng ơi, vợ muốn chia sẻ một vài cảm xúc của vợ ngày hôm nay. Chồng ơi này, vợ quen chồng cũng một thời gian rồi. Quen thời gian rồi đấy, tuần 7 ngày mắng chồng 6 ngày. Chồng ơi, thì thật ra vợ khá là thích cái tính cách của chồng. Khá là thích nha, không thích lắm nha. Chồng là người rất là hòa đồng, tất cả mọi người đều rất là quý và trân trọng chồng. Mọi người đều giúp đỡ chồng, dù của chồng có như thế nào đi nữa. Thì thật sự em rất là tự hào về điều đó. Kìa, bên nào edit thế này thì chết rồi. Bảo anh đi chuyển nhạc, đang trầm trầm, đang đíp đíp điện vào phát nhạc luôn, trời ơi. À luôn thật, tiếng nhỏ á, sao lại tiếng nhỏ nhờ, mẹ tiếng to mà, sao lại nhỏ nhờ, to mà. Không mà công nhận, cái đoạn rồi Huyền bảo ấy, công nhận là Duy là một người rất là ít nói, với cả kiểu tôi quen Duy cũng được tầm chắc là 3-4 năm. Nhưng mà kiểu nói chung là anh em, mặc dù có thể là kiểu không ở gần nhau đúng không, ông ở Sài Gòn, nói chung bọn tôi Hà Nội, công việc bọn tôi khác nhau các thứ, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một ai mà không nể ông Duy cả. Ông Duy kiểu chuẩn mãi lìn, tính ông ấy kiểu nói chung là một hình mẫu ấy để đàn ông nói theo, thật tinh tế kiểu như này. Sai, nếu mà là tôi là vợ hai là tôi nịnh đâu. Ông hiền mà ông chất phác dã man. Thế anh Khả cao quá đứng chết cả mình rồi. Ba anh Duy trông giống anh Duy vãi tề. Chính vì thế đó mà từ ngày xưa đến bây giờ các cụ đã có câu rằng chàng ơi cho biết đi cùng bên chàng tiếp có biên cương tình yêu. Anh lùn thế á? Nếu phải do tôi lùn mà cái ông đứng cạnh tôi, ông Khả, ông cao 1m85 thì đỡ thế nào? Lời cảm ơn với mẹ đã đồng ý
tác hợp cho hai thành đôi. Từ nay về sau thì con xin với vợ con hứa với ba mẹ là luôn nhớ điều ba mẹ dặn, con với vợ con sẽ xúc động quá, xúc động quá, xúc động quá. Con cháu với ba mẹ vui. Nhưng cái đoạn này nha, ông thì cái lúc mà quay cái này, ông Duy ông ấy kiểu nói chung là ông là một người hơi nội tâm đúng không? Đi chuẩn bị hết tiếng đồng hồ. Bên ekip quay chuẩn bị bảo ông ấy ông đi lại lại kiểu ngày đám cưới sốt ruột chuẩn bị hết tiếng đồng hồ luôn ạ. Trời. Nói với lời cảm ơn ba mẹ dặn. Tiếng đồng hồ mẹ luôn. Sẽ... cứ đi lại lại ở cái hành lang tầng 3. Ba mẹ. Mà nói chung là nhìn kiểu ngày cưới mọi người vui ấy, mình cũng vui theo. Nào anh đẹp vẫn được ở kia. Linh. Nhà Huyền Đông chị em dã man sóc chị em mà lớn. Lì xì đây, lì xì đây, lì xì đây. À đâu, cái này gọi là gì nhỉ? Chào duyên chứ. Đây đồ được cái mặt phóng hoa rồi. Khi nào tới anh quýt. Ai là người chủ động tán tỉnh đầu tiên? À có mấy câu hỏi đầu tiên đâu mà chúng ta đến. Ai cũng nhận mình là người tán đầu tiên. Tình cảnh nó như nào? Ông này nhá, chắc là Red Story này. Còn chị này thì reply lại. Đấy, nói chung là thật ra tôi thấy tình yêu thời A còng đều bắt đầu từ Red Story các ông ạ. Đừng nhắn trước mà không nội dung, đợi người ta nhắn cái gì mà mình có thể liên kết được với gọi như là bản thân mình ấy. Ví dụ người ta ăn cơm đúng không, mình cảm thấy mình cũng thích ăn cơm. Đấy, mình reply lại, anh cũng thích ăn cơm này. Đấy, thế là con mẹ tự nhiên là mình lại có một cái điểm chung gì đấy, hiểu không? Đấy, và từ đấy mình kiểu work out, mình phát triển nó, hiểu không? Đấy, là chung quy là Red Story. Đấy. Đổi. Bảo sao anh rap story nhiều thế á? Này, không có nha. Nói thật là các ông, tôi là một người chơi hệ không rap story. Tôi bình thường nói chung là rap story nói chung ít lắm. Có rap nhưng mà cứ một ngày rap nó sợ. Ví dụ mình rap cái gì đéo hai cái sợ bóc phốt. Nên tốt nhất là tôi sợ lắm. Nên là tôi đéo rap story bao giờ cả. Tôi để ý xem là ai like ảnh tôi thôi. Đấy, kiểu ấy. Tôi thường tôi ấn vào mục like chẳng hạn. Và mục mới follow chẳng hạn, đấy là ai like ảnh tôi thôi. Đấy để xem là, ví dụ người ta phải tìm một cái post bị mạng cách đây tầm 3 tháng, 5 tháng mà người ta vẫn like cái post đấy, chứng tỏ người ta đã bắn tin hiệu cho mình là người ta đang để ý. Đấy, chứ còn đéo ai đi rap story nhiều cả. Mỗi người nó một cách khác nhau hiểu không? Khác nhau hiểu không? Đẹp, hôm nay con bỏ với anh Duy ở đây cũng là đám cưới thứ hai phù rể hai đám. Ôi góc này trông béo thế. Nhưng mà hôm nay là ngày vui của anh con được chứng kiến người anh đẹp trai một người em lộc lẫy như này thì con cũng chỉ muốn chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc. Đi bạn lúc này cho cái cặp chim chích nói có thật nhiều sức khỏe. Nói đi bạn run quá luôn. Có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn có được bản lĩnh để cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong gai. Yêu anh. Em béo kết tôi có giấu là tôi béo đâu. Phải chăm lo cho béo Huyền, để béo Huyền rất là yếu đuối mỏng manh nhìn vậy thôi chứ. Cả áo đấy hơi bó nên là hơi mập tí, thông cảm. Tụi em trăm năm hạnh phúc. Bây giờ đã là vợ chồng rồi thì luôn luôn phải nhường nhịn nhau. Còn nhớ nhà. Thì chắc chắn là hạnh phúc rồi. Khi mà Huyền cưới được ông thì chắc chắn điều đó chính là sự thật. Thằng anh chu đáo lắm. Chúc mừng em. Nhớ nhà, nhớ lời anh Khoa dặn nha. Cưới được ông anh Duy rồi Huyền biết không? Là chắc chắn là sẽ hạnh phúc nha. Nhưng mà quan trọng là gì? Cùng vượt qua giông bão. Hiểu chưa? Sẽ có lúc là nó chim chích chòe một tí. Cả hai người đang tập làm vợ làm chồng. Hiểu chưa? Phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Nhớ nha, anh Khoa dặn là không có lệch nha. Nhớ nha. Là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Ngày chính thức có một người đàn ông sẽ thay thế bố mẹ em, thay cho anh và những bạn dưới kia chăm sóc em, cùng em đi tiếp đoạn đường lại về sau. Bầu trời kia rộng lớn á. 2 năm qua đã yêu thương Khánh Huyền, vượt qua những trở ngại để tiến tới được ngày hôm nay. Soạn sẵn mà. Hãy cứ mãi như vậy và còn hơn nhiều như thế. Khởi đầu một cuộc sống mới, chúc hai đứa có những
ngày tháng tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, sống cuộc sống đầy viên mãn. Thực ra ấy, các bạn ạ, tôi là tôi muốn soạn văn lắm. Thật, tôi là tôi muốn soạn văn kiểu nói dài dài. Tôi, trong cái tiềm năng của tôi là tôi làm được. Đấy, mà các bạn hay bảo là văn bố ấy. Nhưng mà tôi nhớ lần gần nhất mà tôi đi phát biểu tôi soạn văn, đó là đợt đi mua gala ấy. Đấy, thì có một người chị, một idol của tôi và một hình mẫu ở trong nghề stream là có, cũng hôm đấy cũng lên nhận giải. Xong rồi tôi cũng xem cái buổi nhận giải đấy và chị bảo là thường thường thì em lên đây em muốn nói những cái gì tự nhiên nhất, còn soạn sẵn thì hình như là hơi công nghiệp cái gì đấy, từ đấy tôi bị tổn thương nên tôi không soạn nữa không ạ. Đấy, hình như là chị ấy tên là Thi Ngọc hay là cái gì đấy, Thi Ngọc ấy. Đấy, nên là từ lúc đấy là trái tim tôi hơi âm ỉm tí và tôi bắt đầu tôi ra khỏi vùng an toàn của mình và tôi bắt đầu trong đầu mình suy nghĩ cái gì lúc đấy thì mình nói thôi. Đấy, dần dần tập lập không ạ, bị nói một lần hơi buồn tí. Giờ đây 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 là Hà Giản Harem. Anh hổ Messi, anh hổ Messi đúng không? Chờ xin kêu mày. Ôi anh đồ Messi, anh đồ kìa. Ủa mà xông nhá, xông từ cửa ngoài cửa đám cưới xông vào tít bên trong luôn. Giàn hát em của anh Độ. Đám cưới là cô dâu là Khánh Huyền, chú rể Duy Nhỏ, nhưng mà đấy là anh Độ Messi. Anh buộc phải hứa với em là phải thật sự chăm sóc bé Huyền. Yes sir. Thường nhiệt bé Huyền, yêu thương bé Huyền. Egg fry need fat. Anh chúc cho mọi người sẽ trăm năm hạnh phúc nhá, đi cùng nhau trên cái con đường của chúng mình ha. Yes sir. Cũng muốn cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến các anh chị hiện tại, bạn bè của em, bạn bè của chồng em đã luôn là một người lúc nào cũng bên cạnh em với tất cả những nhân vật. Đây chị này nói chung không biết đâu có biết không, nhưng mà lúc mà anh Khoa lên rap cái bài Thiên Đàng ở trên gọi là cái đám đầu tiên ở Đồng Tháp ấy, anh Khoa lên rap đúng không? Trời ơi. Lúc sau cầm ly rượu, hát xong rồi cầm ly rượu qua mời luôn mà. Chúc rất là dễ thương. Qua mời luôn. Mọi người đã tới chung. Tặng hoa luôn đấy chứ. Sự góp mặt của mình. Anh còn rap đúng không? Phúc và niềm vinh dự với chúng em ạ. Ôi giời. Hồn quá. Chồng rất là nhiều người quá. Cũng có rất là nhiều khó khăn. Khá mọi người đã luôn chịu đựng chồng. Không, ít nói mấy lời xến xúa lắm, nên là thôi chắc để hành động thay lời nói vậy nha, gán mà chịu đựng về đây. Ít nói mấy lời xến xúa, vừa hay. Vậy nha, đợi tí, lên sất Duy Nhỏ này. Đấy, ví dụ mà vào cái bốt thì đắm chìm như này, nghe đồn có người bảo anh thích em, anh xin đính chính, tin đó anh đồn, đấy. Ít nói mấy lời xến xúa ha, nếu được làm mối Khoa, Duy hứa sẽ khóa môi ha, dậy ha. Tôi ăn nói không được khôn, thôi không nói nữa hôn được không ha, ít xen xúa ha, ít lắm ha, trời ơi ít ha, ít lắm cơ, không ít lắm cơ, không ít lắm cơ. Cho tôi hỏi ngu cái tháp rượu này người ta đã xếp kiểu mấy cái ly rượu này là kiểu tính sẵn là cái rượu nó đổ từ trên nó rơi xuống dưới đúng không? Mà bật đây là các ông nhìn này, bật cả chai mà tu phun mất nửa lúc sau rót nó ôn ly ở trên này. Hết luôn. Bỏ luôn.
nhá, trời ơi, mới 24 tuổi làm sao mà đi làm clip được. Ê, nhưng mà đây là chị thì quên tên là ta, bà chị Chiến, bà chị đi học Đài Loan là chị ruột của Nguyệt. Uầy, bà chị này cầm được cái bó hoa ở cả hai đám luôn. Ai trưởng thật, ở đám đầu tôi suýt bắt được rồi, nhưng mà tôi bắt trượt, đập vào tay tôi, nó rơi ra, rồi đúng tay chị này. Đấy, sau ở đám thứ hai cũng rút trúng luôn, thề. À, lúa thật, ý là thì hộp nằm củ. Cái gì cơ, á hậu top 9, cái gì, chị của Huyền áo top 9 đó. Chị Huyền áo top 9 đó. Thật á, tôi tưởng chị đi du học Đài Loan. Á hậu top 9 đó, sao tôi không biết nhở, tên là gì hả không? Cạnh kìa, à. Discord mà đấy, chị cũng bắt được rồi. Thì tôi không biết. Tôi không biết. Hay đấy, media.